Cái may mắn của em là có mẹ chồng như hôm nay dạy cho mình rất rất là nhiều. Thực sự là trong cái bữa ăn hôm nay là con cũng cảm ơn má rất là nhiều. Bởi vì là ngay từ những ngày đầu mà em về ở bệnh viện, em không có sống bệnh viện mà em sống với má. Từ em bị bệnh, từ em bị những cái bệnh phụ nữ thì má em cũng là người dẫn đi. Ngoài cái chuyện là mẹ chồng không dâu thì đó là một người ơn của em. Đêm là ngủ chung, tất nhiên vợ thì phải ngủ với chồng, mà vì em sợ ma cho nên là ba chồng em phải ngủ ở dưới giường, cái giường cho em với má em ngủ. Hai bà tâm sự tội nhỏ to ru ri đêm, còn ông phải nằm ở dưới, mà ông không ngủ ở phòng khác mà ba người ngủ chung trong một cái phòng. Nên nó là những kỷ niệm. Ba cũng sợ ma. Tại vì mẹ, tại vì ông giường vợ mình qua ngủ dưới con dâu. Dạ, đúng không? Không ngủ một mình nó ngủ nữa. Mà nói chung là ba mẹ em đẻ rất hay, đẻ ra cả nhà ai cũng sợ ma hết. Ông cũng sợ ma. Có em hơi sợ thôi. À, là duy nhất chỉ có một mình người phụ nữ này là không sợ ma. Đúng rồi, người phụ nữ này ơi, không hề sợ. Một người phụ nữ can trường. Chào hai bác. Chào con. Chào. Dạ con chào ông à. Rất là may mắn khi mà hôm nay hai ông bà nội đến để thăm nhà. Là ông bà biết lý do tại sao không? Anh Nghiệp hôm nay vô bếp. Thấy con trai vô bếp. Rồi, chút nữa mời cả nhà sẽ cùng thưởng thức món ăn thịt kho tiêu do anh Quốc Nghiệp vào bếp. Ở nhà là Nghiệp thích Mai nấu món gì nhất? Nói chung là món nào em cũng thích hết á anh. Ủa Nghiệp ơi. Dạ. Coi như là trong từ đây đến cuối năm á, là mình có cái kế hoạch gì không Nghiệp? Dạ kế hoạch thì nhiều lắm anh. Nhưng mà bây giờ mùa dịch cho nên là tới đâu hay tới đó anh. Tụi em có một cái dự án đi hết đất nước Việt Nam của mình. Hay quá. Nhưng mà điều đó vẫn chưa thực hiện được. Tất cả các giải thưởng hầu như là em và Quốc Cơ đều đã đoạt được rồi. Vậy thì anh muốn hỏi là sắp tới em và anh Cơ sẽ chinh phục một cái đấu trường, một cái giải thưởng nào? Thật sự ra thì em với anh Cơ đã đến một cái đỉnh điểm cao nhất rồi. Tụi em cũng không có cần thiết là phải lên nữa. Mà nếu có lên nữa thì tụi em chắc là sẽ nhường lại những cái lớp kế thừa sau. Và cái hướng của tụi em bây giờ là tụi em muốn làm sao truyền cái ngọn lửa đam mê của mình đến với những cái thế hệ mà yêu xiếc. Bởi vì ngày xưa tới giờ rất là nhiều người nói ô xiếc khổ lắm, khó lắm, thu nhập thấp lắm. Nhưng mà từ khi em đạt được những cái điều đó, mọi người có một cái nhìn nhận khác về xiếc. Đúng vậy. Nếu như ở bên nước ngoài nó là một bộ môn nghệ thuật đỉnh cao đó, tất cả các bộ môn nghệ thuật nó đều có cái khó riêng. Đấy. Nhưng mà với cái nghề của tụi em thì nó hơi bị gian khổ một cái xíu. Đúng vậy. Tại vì xiếc là đòi hỏi phải có một cái sự khổ luyện. Cái đối tượng ở cái độ tuổi nào, ví dụ người ta đam mê xiếc, dạ, thì vẫn có thể tập luyện được. Bắt đầu từ 10 tuổi trở lên thì có thể tập được rồi. Mình phải xem thứ nhất là cái thể trạng và cái gì phù hợp với lại con người của người đó. Ví dụ như một người nó thích tung hứng quá, mình không thể nào mình bắt nó uống dẻo được. Dạ. Tụi em cũng đang chuẩn bị cho cái kế hoạch cũng như là cái cách huấn luyện của tụi em một cách tốt nhất. Rõ ràng là gõ cửa thăm nhà rất là may mắn khi mà ghé thăm nhà của anh Nghiệp với lại chị Mai đúng dịp là hè, bà ngoại vô trong đây chơi, còn đúng cái ngày mà ông bà nội chạy qua chơi với lại hai vợ chồng với các bạn nhỏ, cho nên là được dịp để mà trò chuyện cùng với lại ông bà hai bên luôn. Quý vị ơi, ngồi kế bên Lan đây là bà ngoại, còn đây là ông bà nội. Phải nói là cặp đôi vàng trong làng đẻ con nè, đẻ ra hai chàng hoàng tử rất là giỏi của làng xiếc Việt Nam mà nổi tiếng luôn cả ở thế giới. Đây là một gia đình gọi là cha truyền con nối. Đúng rồi, từ ông nội con Nghiệp là một cái võ sư, cũng là một thầy thuốc lưu truyền lại cái nghề. Tới hai đứa cháu cũng là đam mê. Dạ. Cái nghề xiếc giờ cũng được hai con trai tập luyện. Mới đây nè, hai đứa cháu lập kỷ lục Việt Nam đứng tay trên tay ba lần lâu nhất. Dạ. 1 phút 12 giây. Dạ. Nhưng mà theo như bà ngoại thì bà ngoại có xót cháu của mình hay không khi mà thấy nó còn nhỏ quá mà lại có những cái trò chơi mạo hiểm như vậy? Bà ngoại mới vô đây thấy hai cha con tập, bà ngoại xót lắm chứ. Nhưng mà nó tập mà nó lại chơi. Dạ. Cho nên là thấy nó cũng thích thú. Nhưng mà bà nói gì nói chứ cái ngành nghề này nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Thì bà có sợ không? Sợ, trong tâm rất là sợ. Chỉ lúc nào cũng nghĩ là cháu mình lỡ có cái rủi ro gì thì sao này nọ đó. Thì cũng nghĩ nhưng mà không dám nói ra. Cũng có lúc là muốn xua tan nó đi, không để nó ám ảnh trong đầu mình. Lỡ đâu nó ám ảnh trong đầu mình nó lại là hiện thực thì sao. Là nó là đi theo ba nó làm được những cái mà mọi đứa trẻ nhỏ khác có thể là không làm được. Dạ. Thịt kho tiêu đường đen. Ủa Nghiệp. Dạ. Mấy ngày không đi diễn gì nè, rồi bao lâu thì
hai anh em mới gặp nhau một lần. Hầu như là tụi em tuần nào tụi em cũng 3 tới 4 buổi tập luyện với nhau. Tụi em có một cái nhà tập gần ở đây. Có bao giờ em với anh Cơ gây lộn nhau không? Hồi đó thì có lên đài với nhau. Lên đài là quánh luôn hả? Dạ. Cuối cùng là năm 2013 là tụi em chính thức là kết thúc sự nghiệp lên đài. Quánh mạnh quá xong rồi mình rút ra kinh nghiệm là thôi, từ nay sau hai anh em không đánh với nhau nữa. Đánh người khác. Em mà không làm thì thôi anh Thuận. Em làm thì chỉ có làm bếp trưởng thôi. Trên kia là ngựa chúng mùi, chắc lát là nói bụng quá. Bữa nay thằng trai thì nó nấu gì mà thơm quá. Mình là hửi chúng cũng nói bụng. Dạ đúng rồi, con cũng đang nói bụng. Bây giờ mời bà nội với bà ngoại cũng vậy, không nội cũng vậy. Có mùi bay lên là bay lên phòng luôn. Thơm mà ngon là ngon. Thơm quá nên con gái em nó ngủ luôn rồi. Và anh nghe nói là có một người đàn ông sư phụ của quốc nghiệp luôn. Đúng rồi anh, cha truyền con nói hình như anh là không đứng trên chân mà đứng trên tay được luôn. Ồ, nãy em không có hỏi cái đó luôn. Cái gì không đứng trên chân anh? Bình thường trồng chuối bằng 10 ngón tay là đã đắm đuối rồi. Còn cái này là trồng chuối em, mà em 5 ngón, tại em đứng được một bên. Còn đó, ba em là 8 chỉ công. Chú có thể chia sẻ cho quốc thượng cũng như là khán giả biết đó là trước đây đó là công việc của chú Thanh đó là gì? Từ nhỏ là theo ba học cái nghề y à. Mà tại ba cũng là một võ sư. Cũng là biết nhiều cái môn gọi là tạp kỹ, bao gồm xiếc, võ thuật, nội công các thứ. Cho nên từ nhỏ đã theo ba tập luyện tới bây giờ. Sau khi các cái đoàn lân á, người ta biết chú và ba có cái đài nghề biểu diễn như vậy á, người ta mời chú đi như là tham gia biểu diễn cho vui thôi, chứ thực sự thì không có tham gia cái đoàn nào hết á. Em có theo ba đi diễn lúc đó? Dạ có chứ, em cỡ Hùng Tâm và lớn hơn tí xíu là cả gia đình em đều đi diễn theo đoàn lân. Lúc đó không có lương, lúc đó còn nhỏ. Chưa có lương. Anh Nghiệp là có một cái là mọi người không có biết, đó là kiện tướng về lân sư đồng á, dẫn châu á là có huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng thế giới luôn á. Em là người đem về cho Việt Nam của chúng ta một huy chương vàng Indogame môn lân sư rồng và một huy chương bạc cuộc thi lân sư rồng thế giới tại Indonesia, và còn một cái đồng ở Macau, coi như em vàng bạc đồng rồi em giải nghệ luôn. Quá wow. Vậy Tết năm nay chắc mời quốc nghiệp là nhiều về nhà mỗi lần rồi. Anh cầm đầu em cầm đuôi. À, bây giờ mình mời cả nhà ăn. Ông bà ơi, bữa nay là mời ông bà ăn đây. Đây là món chính là do con trai làm đó nha. Xin giới thiệu món nào đây. Đây là món thịt kho tiêu. Thử một miếng đánh giá cả chú à, thử miếng món con rể làm xem có ngon không nè. Rồi bây giờ mời chú Thanh nè. Rồi xong rồi. Nhưng mà bà căng thẳng quá à. Đúng, hỏi cái câu này như thế này nè, cái món này có thực sự là do con tự tay làm ra hay không? Con làm bếp trưởng, con chứng kiến gì, con khẳng định luôn là quốc nghiệp làm. Vậy là ngoài ý tưởng tượng của chú rồi, quá ngon. Xuất sắc. Thôi bây giờ là bà cho con lên đường ngủ xíu nha. Lên giường. Chú Anh là có thường xuyên qua đây ăn cơm với quốc nghiệp không? Có nhớ. Nhưng mà phần nhiều là ăn ở ngoài. Tính ra thì chị Mai với lại anh Nghiệp là cưới nhau là cũng 4 năm hả? 4 em năm. Chưa cưới chị. Tức là đã là vợ chồng là, dạ, là 4 năm. Ông bà nội có cái điều gì gọi là chưa hài lòng ở cô con dâu này không? Cái nào cô cũng hài lòng hết á. Tức là hai người dâu sau khi ở chung gia đình, bà nội nấu ăn hết. Một năm sau á, tại vì bà nội cảm thấy hơi vẻ ngoài chút xíu, bởi vì có bệnh tim, cho nên thì hai anh em, hai gia đình bàn luận với nhau, thôi bây giờ mình ăn riêng đi. Nhưng mà có điều gì ông bà cần dạy bảo thêm cho cô con dâu này không? Hình như là hai con dâu cũng là người có trình độ trí thức, ông bà thì cũng cái đứa tưởng cũng là cái đời mới rồi, không cần phải như cái quan niệm hồi xưa. Cho nên ông bà, thoải mái. Cho nên ông bà kêu là không cần dạy con dâu nữa, mà kêu con dâu dạy thằng con. Ông này mới có duyên nha. Vậy thì theo anh thì chị Mai đã dạy anh được cái gì? Ví dụ nè, anh đã thay đổi được cái gì? Từ một người đàn ông mạnh mẽ trở thành một người đàn ông uyển chuyển, nhẹ nhàng. Còn bà ngoại? Bà ngoại có điều gì chưa hài lòng ở anh con rể này không bà ngoại? Có bao giờ làm bà ngoại buồn không? Lúc nào cũng nên bà ngoại là hay hài lắm. Nhiều khi bà ngoại là với Mai á là nhiều khi là bất đồng quan điểm, nhưng mà Nghiệp đứng giữa hài lắm, hai mẹ con hề hòa. Cái gì mình đang có vẻ là bực trong người á, mà thấy cái anh này, cái bản mặt anh này hề hề cái là thôi rồi hết. Bà nội và bà ngoại cũng rất là biết cái thế hệ của bà nó khác với lại thế hệ của em với Mai.
Cho nên là nó sẽ có những cái mà không có hợp với nhau. Nhưng vì tình thương của hai bà dành cho con gái và con dâu của mình, dành cho cái gia đình nhỏ của các con, cho nên là hai bà có thể sẵn sàng mà nhún nhường để mà thôi kệ, mình nhường con mình cũng chả thua ai, cũng chả mất ai. Đúng rồi. Đó, cho nên là để giữ hòa khí ở trong gia đình thì hai bà thực sự là hy sinh cũng rất là nhiều. Cái may mắn của em là có mẹ chồng như hôm nay dạy cho mình rất rất là nhiều. Thực sự là trong cái bữa ăn hôm nay là con cũng cảm ơn má rất là nhiều. Bởi vì là ngay từ những ngày đầu mà em về ở bên Nghiệp, em không có sống bên Nghiệp mà em sống với má. Từ em bị bệnh, từ em bị những cái bệnh phụ nữ thì má em cũng là người dẫn đi. Ngoài cái chuyện là mẹ chồng không dâu thì đó là một người ơn của em. Đêm là ngủ chung, tất nhiên vợ thì phải muốn ngủ với chồng, mà vì em sợ ma cho nên là ba chồng của em phải ngủ ở dưới, nhường cái giường cho em với má em ngủ. Hai bà tâm sự to nhỏ to ru ri đêm, còn ông phải nằm ở dưới, mà ông không ngủ ở phòng khác mà ba người ngủ chung trong một cái phòng. Nên đó là những kỷ niệm. Ba cũng sợ ma. Tại vì nè, tại vì ông giường vợ mình qua ngủ dưới con dâu. Dạ, đúng không? Không ngủ một mình nó ngủ được. Mà nói chung là ba mẹ em đẻ rất hay. Đẻ ra cả nhà ai cũng sợ ma hết. Ông cũng sợ ma. Có em hơi sợ thôi. À, là duy nhất chỉ có một mình người phụ nữ này là không sợ ma. Đúng rồi. Người phụ nữ này ơi, không hề sợ. Một người phụ nữ can trường. Phải nói nè, đây nè những võ sư. Em ơi, em tin không em? Chiến trường không sợ gươm đao, không sợ, không sợ cắm đầu xuống đất, mà sợ con ma. Dạ. Cái nhẫn này nè là má em cũng tặng em, nhưng không phải là chồng em đâu nha. Má em nói là ủa sao con không có cái gì để đeo vậy? Thì đây là cái nhẫn ngày xưa của má. Má rất là thích cái nhẫn này. Đó. Vậy mà má tặng cho mình. Anh hỏi nè, em được thương yêu trong một cái gia đình như vậy, vậy thì tại sao hai vợ chồng lại đi ra ngoài ở riêng? À, thực sự là nếu như mà em ở với mẹ chồng em là em quá sướng luôn. Thực sự. Nhưng mà em cũng suy nghĩ với là anh Nghiệp cũng vậy. Hai vợ chồng khi mà trong một cái gia đình mình muốn mà có cái sự êm ấm nó được bền lâu. Giống như là khi mà mình đi xa mình cảm thấy mình dành cho nhau tình cảm được nhiều hơn. Nhưng mà cái quan trọng là tụi em luôn luôn là gọi điện hỏi thăm ba má. Rồi là khi mà mình ở xa như vậy đó, ông bà lâu lâu được thăm cháu, cái niềm vui nó nhân lên gấp nhiều lần. Nói chung đó chỉ là lý do thôi. Để đi xa ra để dễ xử thằng này thôi. Rất có duyên lắm. À, nó có duyên quá. Nó có duyên quá. Trời Nghiệp ơi Nghiệp. Em nghĩ là quyết định đi xa là do ông này nè. Ông này sợ nhà má chồng binh vợ. Má mình binh vợ nhiều quá, mình tức không xử được. Thực ra cái chuyện đi ra ngoài là ý của anh Nghiệp. Em chỉ là vợ theo chồng thôi. Bây giờ đi đâu cho tiếp theo cùng. Đúng rồi. Bài nó mới nổi đây thôi anh. Nói chung là nghe những câu chuyện từ các thành viên trong gia đình này thì Quốc Thượng mới thấy rằng là tất cả mọi người đều tỏa ra những cái năng lượng rất là tích cực. Vậy thì hôm nay nhân cái dịp mà chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đến với gia đình của Quốc Nghiệp Ngọc Mai đó, thì không biết là hai vợ chồng có chuẩn bị một cái điều gì đó đặc biệt mà để mà tri ân cũng như là dành những cái điều tốt đẹp cho các bậc phụ huynh. Trong cái gia đình của em á, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói những cái lời ngọt ngào hay là cảm ơn ba, con yêu ba nhiều lắm, yêu má nhiều lắm, hay là có cái gì lỗi lầm gì đó tụi em cũng ít khi nào chia sẻ. Nhưng mỗi một lần em có làm lầm lỗi gì hoặc em có làm một cái điều gì tuyệt vời thì chỉ cần cặp mắt thôi, tụi em nhìn vô thôi là đã biết được là ba mẹ hạnh phúc, ba mẹ tha lỗi như thế nào. Cho nên cái điều đó nó đã đi quá nhiều năm rồi và nó không thành lời được nữa. Là hôm nay em lần đầu tiên em viết một cái bức thiệp này để tặng cho má em và ba em. Và cũng lần đầu tiên em tặng cái thiệp này cho bà ngoại luôn. À, cái ngôi nhà này tụi em cũng mới dọn tới cũng hơn một năm nay thôi. Thì đây là cái bữa cơm gia đình mà rất là đầm ấm, đầu tiên mà đầy đủ như vậy, thiếu ông ngoại thôi. Thì anh Nghiệp anh có nói em là chuẩn bị dùng cho anh hai món quà và anh ghi những tâm sự gì thì hai ông bà với là bà ngoại tự mở xem thử con rể với là con trai của mình viết cái gì ở trong đó. Con tặng bà ngoại. Rồi, bà ngoại cảm ơn. Con tặng má, tặng ba luôn. Rồi, cảm ơn con, cảm ơn vợ chồng con nha. Cảm ơn vợ chồng con. Nghiệp á, lâu giờ á, tặng quà nhưng mà tặng trong nháy nháy thôi, chẳng có thầm kín thôi. Hôm nay là được sự chứng kiến của nhiều người á. Để bà ngoại mở xem. Wow, chữ của Nghiệp. Cảm ơn bà ngoại rất nhiều vì đã luôn luôn sẵn lòng yêu thương vô bờ bến vợ chồng con
và con luôn thầm cảm ơn bà ngoại đã sinh ra một người con gái đến bên đời con. Bà là một người vợ tuyệt vời cho con. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em làm cái điều này. Chúc bà ngoại luôn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con bà ngoại nhé. Yêu bà ngoại, Quốc Nghiệp. Bà ngoại cảm ơn con ha. Dạ. Phải nói là nhận được những cái điều đó, đúng không? Cái này ai mà không kềm lòng đáng giá nghìn vàng đấy. Vâng, dạ. Rồi bây giờ mời bà nội với ông nội mở cái hộp quà bự đó ra. Bây giờ trong đây có lá thư thì bà nội chắc không thấy đường rồi đó, con đọc giùm má đi. Xin được thay mặt Quốc Nghiệp con xin đọc cái tấm thiệp này. Má ơi, con xin lỗi má rất nhiều vì từ khi ra riêng đến bây giờ con không còn dành nhiều thời gian cho ba và má như trước nữa, nhưng con lúc nào cũng quan tâm và chưa bao giờ ngừng yêu ba má hết. Cảm ơn má và ba đã nuôi con khôn lớn và yêu thương không bờ bến, và con nghĩ là những gì con có thể làm được bây giờ là sống thật hạnh phúc để má và ba được yên tâm và hạnh phúc hơn nữa. Chúc má và ba luôn luôn thật nhiều sức khỏe và sống thật vui hạnh phúc bên con cháu nhé. Ông muốn ơn ba không? Đó giờ chưa bao giờ làm điều này. Ba em vừa mới trải qua một cái biến cố, thì hôm đó tập quá sức cho nên là hơi mệt trong người, nhưng rất may là anh Cơ ở nhà cho nên đã phát hiện kịp thời ba hơi chóng mặt cho nên đã đưa vào bệnh viện. Và hôm đó cũng vô phát hiện là một cái gọi là rất là sớm cái bệnh tai biến, nhưng nó chỉ nhẹ thôi, nhưng đó cũng là một cái sự cảnh báo cho ba em là không có cố gắng nữa. Ba đã đến tuổi rồi và bây giờ á chỉ có nhẹ nhàng mọi thứ và nhìn vô những con cháu của ba. Đây là một người mẹ rất là tuyệt vời của em. Cảm ơn má luôn luôn là dành những cái tình cảm rất là thương cho con. Má cảm ơn con. Không cần khóc đâu, nhìn thẳng vào mặt con. Không nè. Nghiệp có chia sẻ là chưa bao giờ Nghiệp làm cái việc này. Những cái gì mà thường người ta làm đầu tiên á, tất cả những cảm xúc thật người ta sẽ đặt vào trong đó hết. Anh có tin là không có khi nào mà em sinh nhật mà em có bánh sinh nhật hết á. Chưa bao giờ ông tặng em một món quà, chỉ có một món quà duy nhất là một cái que thử thai thôi. Một món quà duy nhất. Tại vì đó tới giờ theo em nghĩ những cái ngày, thực sự là những cái ngày sinh nhật hay những cái ngày kỷ niệm nó rất là quan trọng. Nhưng em có thể làm những cái ngày đó bất cứ lúc nào, thậm chí bây giờ. Xíu, cái này em tin không phải anh làm rồi đó. Ủa, cái này ai làm? Trời ơi, đây nè. Tôi không hề mang cái bông này vô đây. Hai anh em chúng tôi tới đây bằng tay không. Em thấy lạ quá, trời ơi, cuộc đời em chưa bao giờ. Em thích cây hoa lá hè mà em mua về nó là lại cây. Em không biết tại sao em không có được lãng mạn như những người khác. Những cái này đúng là phải luôn luôn xây dựng. Nhưng mà đúng vậy. Ở với Mai thì em học được rất là nhiều thứ. Có nghĩa là hạnh phúc thì phải tự mình tạo ra hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc mà tự nhiên nó đến được. Đúng vậy. Và tình yêu thương cũng vậy. Cho nên là thôi được rồi đó con. Bạn đang làm mới vừa ăn xong. Vẫn còn rất nhiều gia vị. Vẫn thơm. Vẫn thơm. Em thì cũng là một cái tiếp người cũng ít thể hiện ra như vậy đó. Thì em cũng cảm ơn mẹ em là đã dạy dỗ em được như ngày hôm nay, để mà mình được trọn vẹn là một người vợ, là một người mẹ. Thực sự một người mà tụi em cũng cảm ơn đó là cảm ơn gia đình của bác Cơ. Cảm ơn gia đình của bác Cơ là bởi vì là luôn luôn ở bên ba má cũng thay tụi em. Anh Cơ cũng là một cái người anh rất là yêu thương các em. Ngay gần đây thôi, nếu như không có anh hay là ba má không ở với anh thì tụi em sẽ ân hận suốt cả đời, là bởi vì không có ở cạnh để mà biết được ba bị bệnh như vậy. Cho nên là nhân dịp cái chương trình như vậy thì tụi em cũng vô cùng là cảm ơn gia đình bác Cơ.
Và một lần nữa thì cho phép Quốc Thuận và Ngọc Lan xin chúc cho tất cả chúng ta được luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn tràn ngập tiếng cười trong gia đình. Cảm ơn anh, cảm ơn chị Lan và cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Quốc Thịnh và Cầu Lan. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà phát sóng vào lúc 22:45 trên kênh HTV7 vào thứ Năm hàng tuần. Còn bây giờ, Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình của Quốc Nghiệp, Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.